Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Luột Máy Cưa Xích. Vâng, và cửa hàng chúng em ạ, địa chỉ tại thôn 8, xã Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại của cửa hàng chúng em là 0354392929. Và số đó ạ, thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo luôn. Anh em nào mà ưng ý những mẫu máy cưa mà cửa hàng chúng em sắp quay video sau đây, mà anh em muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Hoặc là anh em nào mà có sử dụng Zalo, kết bạn Zalo và đặt hàng ở trên Zalo cũng được anh em nhé. Đó, và hôm nay là ngày 18 tháng 5. Cả hai chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ thương hiệu Nhật bãi nội địa. Đó, rất là nhiều các loại máy khác nhau, nhưng mà đa số đều là hàng Nhật bãi nội địa anh em nhé. Đó, và hôm nay thì lên rất là nhiều máy để có tích hợp làm Latin cho anh em luôn, để cho anh em thoải mái lựa chọn anh em nhé. Vâng, và ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ N, N1, N2, N3, N4, N5 cho tới N10 anh em nhé. Đó. Anh em nào ưng con nào, thích con nào rồi mà muốn đặt hàng ấy, mà anh em không biết tên máy, không biết là con đấy là con máy gì mà ưng rồi ạ, thì anh em nhấc máy lên điện cho cửa hàng chúng em, báo cho em cái ký tự mà cửa hàng chúng em đánh dấu ấy, là để ví dụ con này là anh ưng ý con này đúng không? Con này mã nó là N6. Đó, N6 đây. Đấy, thì cửa hàng chúng em biết ngay là anh em muốn đặt hàng con này, cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi cho anh em dễ dàng nhất. Và cửa hàng chúng em ấy, không cần cọc trước, không cần cọc trước anh em nhé, nên là hoàn toàn yên tâm. Hàng tới kiểm tra hàng rồi mới thanh toán anh em nhé, không cần phải cọc trước đâu. Vâng, con đầu tiên là một con máy cưa Estin 023 N1, ký tự của nó là 4 triệu đồng anh em nhé. Ký tự là N1, giá 4 triệu đồng, miễn phí vận chuyển tặng kèm phụ kiện. Con này thì mang thương hiệu của Đức này, Estin rất là nổi tiếng rồi. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35cm đổ lại anh em nhé. Cực kỳ hiếm, hiện tại trên thị trường thì rất khó kiếm được ra cái hệ này đấy ạ. Giá 4 triệu đồng. Vâng, và con thứ hai, con này là hàng máy cưa mới anh em nhé. Máy cưa mới cho anh em nào nhu cầu này sử dụng ít này. Đó, anh em nào sử dụng ít mà muốn tìm một chiếc máy cưa rẻ rẻ một tí xíu nhưng mà công suất phải lớn. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 35-40 phân, 45 phân đổ lại. Thì con này thì cực kỳ khỏe luôn. Công suất của nó là 52cc cho anh em đấy ạ. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này, giá chỉ 1.600.000. Hệ máy cưa mới cho anh em nào mà kinh phí thấp anh em nhá. Con này lam dài 50cm. Đó, lam mới xích mới luôn. Máy này là máy mới luôn anh em nhá, chứ không phải là hàng máy Nhật bãi đâu ạ. Vâng, và con N3 là con máy cưa hàng Nhật bãi nội địa. Con này thì V3200 của giao thương thiệu Echocorit. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại, công suất 34cc, 2.800.000. Vâng, con N4 là một con máy cưa mang thương hiệu Komatsu Zenowatt. Con này thì đời cực kỳ cao luôn anh em này. Chụp giật trợ lực anh em nhá. Đó, Zenowatt, chụp giật trợ lực, núm bơm xăng phụ. Con này thì em đã lên làm Latin cho anh em luôn rồi. Lên làm Latin luôn rồi. Vâng, và con này thì đời cao luôn anh em nhá. Sản xuất đây, sản xuất 2016 này. Đời cực kỳ cao luôn. Máy móc con này thì siêu trường siêu trọng rồi. Cho anh em về sử dụng thì bao bền cho anh em nhé. Đặc trưng của thương hiệu Komatsu Zenowatt này á, thì máy móc cam kết cho anh em tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Đó, anh em về sử dụng thì không phải lăn tan được luôn. 2.800.000 theo máy làm Latin luôn. Một con máy cưa Tanaka, máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Con này thì tình trạng đẹp 90% luôn. Máy móc khá là chất lượng luôn, hầu như cái tem thì nó bị chóc rồi, chứ còn máy móc thì quá là ok luôn này. Con này thì cả chúng em đã lên làm Latin mới cho anh em rồi nhá. Con này sử dụng theo máy là làm Latin này, 2.200.000. Con này về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại, công suất 33cc cho anh em nhá. Vâng, và bây giờ là lên lô. Con này mang thương hiệu Hitachi, máy móc cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đã lên làm Latin cho anh em luôn rồi nhá. Lên làm Latin rồi, 2.100.000. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Về con này nhỏ nhẹ để cho anh em sử dụng gia đình. Cân nặng thì con này khoảng tầm 4,5kg thôi. Một con máy cưa Maruyama, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại sử dụng gia đình. 2.100.000, lên làm Latin luôn cho anh em nhé. Đó, một con máy cưa Tanaka N8, 2.050.000, cũng làm Latin luôn. Con này là làm Latin, là làm zin của nó luôn nhá. Làm zin, xích zin. 33cc, 2.050.000. Vâng, và con máy hôm nay để cả chúng em lên hai con máy cưa tay cụt cho anh em này. Một con máy cưa, con này thương hiệu Komatsu Zenowatt. Komatsu Zenowatt nhá, G300. Con này thì giá 1.900.000, về cho anh em cắt gỗ đường kính bằng cái phích nước đấy ạ.
đó, nhỏ nhỏ thôi để cho anh em cầm đi làm rẫy đồ linh tinh. Cần mấy chiếc máy cưa nhỏ nhỏ để phục vụ gia đình nhỏ nhẹ, cân nặng khoảng 3 kg, hơn 3 kg. Vâng, và cuối cùng thì cả chúng em thì có một con máy cưa, này là máy cưa mới anh em nhá. Đó, mang thương hiệu Osaka, hàng mới luôn. La mới, xích mới luôn này. Đấy, máy là hàng mới 100%. Tích hợp chủ giật trợ lực này, đầy đủ chức năng luôn, núm xăng phụ này, thắng xích đầy đủ này. Đó, hai ốc chân lam. Con này thì cực kỳ hầm hố và chắc chắn luôn. Anh em cửa hàng chúng em bán rất là nhiều, hiện tại cực kỳ bền luôn anh em nhá. Thương hiệu này thì bán khá là chạy rồi. 1.800.000 cho anh em nào mà nhu cầu mà tay cụt mà công suất khỏe mà lại thích hàng mới nữa, đầy đủ chức năng cho anh em. Anh em nào không thích hàng cũ thì có thể đặt con này để về sử dụng hàng mới thì bao cho anh em là chất lượng luôn rồi. Đó. Vâng, và tổng cộng lô vừa rồi thì cả chúng em thì đã giới thiệu sơ qua rồi. Anh em nào mà đã cảm thấy mà ưng ưng vào mắt con nào rồi thì sau đây cả chúng em thì sẽ giật tiết nổ cho anh em, để cho anh em nghe tiếng động cơ nổ của nó, rồi anh em có thể đặt hàng, có thể chắc chắn nhất là ưng ý nhất, ưng cái bụng mình mất anh em nhé. Vâng, và cửa hàng chúng em sẽ đặt máy quay xuống ạ. Dạ vâng, đầu tiên cho lên sóng cho anh em là một con máy cưa Estin 023 anh em nhé. Con này đến từ thương hiệu của Đức, nòng của nó là 40 ly, công suất của nó là 40,2 cc nha nhá. Đấy là đúng thông số kỹ thuật của nó đây ạ. Con này thắng xích đầy đủ nguyên cho anh em này, giá 4 triệu đồng, ký tự là N1 anh em nhá. Và con này lam của nó là dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho anh em. Đó, dài 35 phân anh em nhá. Mặt cắt của con này là được 35 phân, xích của nó là xài xích 325, gần như là xích lớn rồi anh em nhá. Cho anh em về cắt gỗ thì siêu lượng này, siêu chất lượng này. Đó. Tổng thể cái máy này, con này tình hình thức thì khá là đẹp luôn cho anh em. Đó, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 19 anh em nhé. Máy móc cam kết cho anh làm là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z luôn, hàng chưa bung chạm máy móc anh em nhé. Anh em nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Điều đặc biệt là con này thì cửa hàng chúng em thì đã lên nhông đồng tiền cho anh em rồi anh em nhé. Đã lên nhông đồng tiền cho anh em rồi. Thay thế sửa chữa thì cũng cực kỳ dễ dàng về con này luôn. Anh em nào ưng ý thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Báo cho em cửa hàng chúng em là N1 anh em nhé. Vâng, và nếu mà anh em nào mà kinh phí thấp mà cần tìm cho mình một chiếc máy cưa mà hàng xài cảm thấy ok một tí xíu, nói chung là không quan trọng là hàng như thế nào đúng không, quan trọng là chỉ cần máy móc chạy ok một tí xíu, giá thành vừa phải, công suất lớn lớn một tí xíu, thì hôm nay cửa hàng chúng em thì giới thiệu cho anh em kèm vào lô máy cưa Nhật bãi thì có một chiếc máy cưa mới anh em nhé, mang thương hiệu Yamano. Con này là 5200, công suất của nó là 52 cc, nòng của nó là 45 ly anh em nhé, mà giá thì chỉ 1.600.000 thôi. Để cho anh em nào mà nhu cầu ấy ạ, về cắt ít nhưng mà cắt những cái gỗ lớn đó, chứ không phải là khai thác suốt ngày, ngày nào cũng đi cắt, nói chung là lâu lâu mới sử dụng ấy, thì lựa chọn một con này thì giá thành thì cực kỳ hợp lý luôn anh em nhé. Có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em về sử dụng này, giá chỉ 1.600.000 thôi. Máy móc thì con này thì siêu chắc chắn luôn rồi. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 anh em nhé. Xích con này sử dụng nó là size xích 325, xích mới này, lam mới luôn. Lam con này dài mặt cắt là 50 phân, tổng thể cây lam là dài 55 phân, còn mặt cắt là được 50 anh em nhé. Hệ thống lốc của nó là lốc nhôm, bô của nó là bô xả kép hai lỗ luôn. Vòng tua của con này thì khá là cao cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng to to một tí xíu đấy ạ, bằng 40-50 phân thì vẫn có thể xử lý được. Giật nổ thì con này được tích hợp chủ giật.
giật trợ lực ấy, nên là giật nổ thì cực kỳ nhạy và nhẹ nhàng. Vâng, N3 là một con máy cưa đến thương hiệu Kyorit. Con này là dòng Echo anh em nhé. Giá 2.800.000. Con này là V3200. Nhưng mà công suất của con này thì lên tới 34cc cho anh em luôn. Đó, cân nặng đầu máy không thì nó đã gần 4kg rồi. Cả lam xích vào nữa thì nó tầm khoảng 4,5kg anh em nhé. Đó, có núm bơm xăng đầy đủ cho anh em này. Núm bơm xăng phụ giúp cho anh em dễ dàng lên xăng, dễ dàng nhạy nổ. Háo chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10. Con này thì sử dụng nó là xài xích chung 91 anh em nhá. Xích chung 91, con này xích nó là dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện nha. Mua bán sửa chữa thì cực kỳ dễ dàng cho anh em luôn. Lam con này dài mặt cắt của nó là được 35 phân mặt cắt cho anh em. 2.800.000. Anh em nào ưng ý thì báo cho em cửa hàng chúng em là N3 anh em nhá. Vòng tua của nó thì khá là cao. Nòng của con này là 38 ly anh em nhé. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đủ lại. Vâng, và hôm nay lên sóng cho anh em một con máy cưa siêu VIP luôn này. Đến từ thương hiệu Komatsu Genowatt. Riêng về cái thương hiệu này ấy, thì nó thiên về độ bền và tiết kiệm nhiên liệu anh em nhé. Và con này thì cả chúng em ngay đầu video thì cũng đã nói rồi. Con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Hệ con này là hệ đời cao anh em nha. Hệ đời mới sản xuất của nó là năm 2016 luôn cho anh em. Đó, Komatsu Genowatt GZ330. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Và cái nắp xăng này của nó được thiết kế là hệ kiểu nắp cài, giống như kiểu là mấy cái hệ của máy cưa 381 đấy ạ. Đó, làm con này dài mặt cắt của nó là được 35 phân mặt cắt anh em nhé. Và con này thì cửa hàng chúng em thì đã lên cho anh em luôn một cây lam Latin rồi, xịn chất lượng để cho anh em về sử dụng. Đó, giá 2.800.000. Thắng xích thì có sử dụng đầy đủ luôn. Đó, thắng xích vẫn còn sử dụng đầy đủ anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực luôn, giật rất là nhạy nổ nhẹ nhàng luôn. E gió là hệ e gió tự động anh em nhé. E gió này, con này e gió là e gió tự động, tự nhảy luôn này. Bóp ga tự nảy về. Đó, full đầy đủ chức năng luôn. Bộ giảm nhún là bộ giảm nhún lò xo anh em nhé. Bộ giảm nhún lò xo cực kỳ bền bỉ và chất lượng luôn. Riêng cái dòng máy này thì cực kỳ hiếm có, khó tìm luôn. Nhưng mà linh kiện thay thế sửa chữa của nó thì cũng rất là dễ dàng anh em nhé. Bởi vì nó là hệ đời cao cho anh em, nên là anh em mua bán linh kiện thì nó cực kỳ dễ dàng luôn. Đó, giá của nó chỉ 2.800.000 thôi. Về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 phân đổ lại anh em nhé. 25 phân đổ lại thì con này thì cắt được anh em nhé. Đó, tiếp tục qua con N5, một con máy cưa đến từ thương hiệu Tanaka. Con này thì máy móc khá là đẹp luôn anh em. Tem mác hầu như là còn đầy đủ luôn từ A tới Z cho anh em. Tình trạng con này thì đẹp 90% anh em nhé. Ngoại trừ vẫn có phần tem này thì nó bị bong bong một tí xíu này. Để cũ, hàng máy cũ mà không thể nào mà tránh khỏi được những cái phần tem này anh em nhé. Chủ đời đầu người ta sử dụng thì đôi khi nó mấy cái này nó bị bong chóc ra. Giá con này là 2.200.000. Con này khá là đẹp.
Đó. Có tích hợp lên cho anh em luôn một cây lam Latin rồi. Để cho anh em về sử dụng anh em nhá. Xích con này sử dụng nó là xài xích mini cho anh em. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, nhưng mà về cho anh em con này thì chỉ cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đủ lại thôi anh em nhá. Nên là anh em vui lòng cân nhắc giúp cửa hàng chúng em. 2.200.000 có núm mâm xăng đầy đủ cho anh em rồi. Thương hiệu Tanaka thì thương hiệu này ạ thì đến nữa anh em hỏng hóc sửa chữa linh kiện cực kỳ dễ dàng luôn. Hiện tại thì trên thị trường thì nó sử dụng rất là ưa chuộng với cái hệ như thế này anh em nhé. Nên là linh kiện của nó thì rất là dễ kiếm cho anh em. Dạ vâng, qua con N6 đến từ thương hiệu Hitachi. Đó, anh em nào mà đam mê thương hiệu Hitachi này thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi. Rất là nhiều những cái dụng cụ trong gia đình mình thì đều là thương hiệu này anh em nhé. Vâng, và hôm nay thì cả chúng em thì lên sóng cho anh em một con máy cưa. Con này thì cũng khá là đẹp này. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này thì cả chúng em thì đã lên lam Latin cho anh em rồi anh em nhé. Về cho anh em sử dụng thì không phải lăn tan gì nữa rồi. Lam Latin thì cực kỳ bền cho anh em luôn. Giá con này chỉ 2.100.000 anh em nhé, 2.100.000. Con này sử dụng nó là xài xích mini cho anh em. Và riêng con sợi xích này thì cả chúng em thì đã lên xích mới nữa rồi anh em nhé. Lam mới, xích mới và giá chỉ 2.100.000. Cực kỳ rẻ đúng không ạ? Vâng, và hôm nay thì cả chúng em giật test nổ cho anh em nghe con này để xem anh em trải nghiệm nó anh em nhé. Về cho anh, con này thì cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thì con này cắt được anh em nhé. Riêng cái bộ lam xích mới, lam mới của nó hiện tại bây giờ đã bán rơi vào tầm khoảng gần 600.000 rồi anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn, khá là đẹp luôn. Máy móc không có bể vỡ hay làm sao gì cả. Đó, ốc của nó này, anh em nhìn qua. Ốc vàng ươm luôn ạ. Đó. Anh em mà ưng ý con này thì báo cho em cửa hàng chúng em là con N6 anh em nhá. Vâng, qua con N7. N7 là một con đến từ thương hiệu Maruyama. Đó, Maruyama anh em nhá. Con này thì cửa hàng chúng em thì cũng đã lên cho anh em luôn một cây lam Latin rồi. Xích vẫn là xài xích mini, xích là xích mới luôn anh em nhá. Vẫn là lam mới, xích mới cho anh em về sử dụng này. Giá vẫn là 2.100.000, thương hiệu Maruyama. Về cho anh em con này cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thì con này cắt được anh em nhá. Xích mới, một bộ lam xích này thì cực kỳ đắt luôn, rơi vào tầm khoảng gần 600.000 rồi. Anh em nào mà ưng ý con này thì báo cho cả chúng em là con N7. Con này thì có thể về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại anh em nhé. Vẫn là hai ốc lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này, đầy đủ chức năng cho anh em luôn. Vâng, và nếu mà anh em nào mà thích máy móc nguyên zin từ A tới Á, từ đầu tới cuối, thì hôm nay lại có một con máy cưa đến từ thương hiệu Tanaka anh em nhé. Có núm mâm xăng phụ đầy đủ này. Riêng nói về phần bộ lam xích nguyên zin từ đầu tới cuối luôn. Đầu Latin khá là dày dặn và to bản. Đó, anh em nhìn ạ. Đầu Latin thì cực kỳ dày dặn và to bản luôn anh em nhé. Xích vẫn là nguyên zin của nó. Sợi xích này thì nguyên zin, nhưng mà sợi xích này thì khá là dày dặn luôn. Còn hầu như là còn đẹp nguyên. Đó, anh em nào mà đam mê hàng chuẩn zin từ A tới Z đấy ạ. Con này thì cam kết cho anh em 100% luôn zin từ con ốc. Anh em nào mà tìm thấy linh kiện nào mà đã thay thế rồi, cửa hàng chúng em xin phép đền 10 lần tiền cho anh em luôn. Giá 2.050.000 đến từ thương hiệu Tanaka anh em nhé. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại.
là vặn bằng hai ốc chân lam trực tiếp bằng khóa 10 anh em nhé. Đó, cực kỳ chắc chắn cho anh em luôn. Vâng, và bây giờ thì lên một con máy cưa đến từ thương hiệu Komatsu Genowatt này. Riêng về độ này, thương hiệu Komatsu Genowatt thì cả chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Thiên về bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Anh em nào mà cần máy cưa mà bền, cực kỳ bền, thì riêng cái dòng Komatsu Genowatt thì nó đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho anh em luôn. Con này thì nó là hệ tay cụt nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng cắt tỉa vườn hoặc là cắt những cái gỗ bằng như kiểu cái phích nước đổ lại đấy ạ. Thì con này thì cắt ok anh em nhé. Con này là ký tự nó là G300. Đó, công suất 30cc cho anh em. Đúng không, xăng phụ đầy đủ này. Giá 1.900.000. Con này sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Làm con này dài mặt cắt là được 30 phân anh em nhé, 30 phân. Đó, một con máy con này thì cũng cực kỳ VIP và cực kỳ đẹp luôn. Hầu như máy móc thì còn liền mạch nguyên, chưa hề có biểu hiện vỡ hay là biểu hiện nứt nát gì, kiểu vỏ áo gì cả. Giá 1.900.000, ký tự là con N9 anh em nhé. Vâng, và cuối cùng là con N10, một con máy cưa đến từ hiệu Osaka. Con này là hệ máy cưa mới anh em nhé. Giá chỉ 1.800.000 thôi, nhưng mà công suất của con này là cực kỳ lớn cho anh em luôn. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ này, bình xăng là hệ bình xăng trong để cho anh em tiện để nhìn căn xăng căn nhớt hết hay là như thế nào dễ dàng. Thắng xích sử dụng đầy đủ cho anh em luôn này. Đó, hệ máy cưa mới, vòng tua cực kỳ cao, hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13. Anh em thấy đầy đủ chức năng chưa? Bô, hệ thống bô là bô hai lỗ, bô là bô kép anh em nha, bô hai lỗ, vòng tua xả cực kỳ là thoáng mái luôn. Xích sử dụng nó là xài sức chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Đó, và lam con này là dài mặt cắt là được 30 phân mặt cắt cho anh em. Anh em nào mà đam mê không ngưng nghỉ hàng bãi, thích hàng mới thì hôm nay lên sóng cho anh em thêm một con máy cưa mới nữa. Chỉ 1.800.000 cho anh em nào mà ưng ý máy cưa hàng mới chất lượng anh em nhé. Máy này cửa hàng chúng em thì bán rất nhiều bên ngoài rồi, khách hàng xài và cảm thấy phản ánh tốt thì cửa hàng chúng em lên sóng để cho anh em sử dụng trải nghiệm, anh em nào mà thích hàng máy cưa mới. Vâng, và bây giờ thì cửa hàng chúng em vừa nãy đã test nổ cũng là giới thiệu cho anh em tổng cộng gồm có là 10 con máy cưa. Anh em nào mà ưng ý con nào rồi thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi anh em nhé, để đặt hàng. Đó, cửa hàng chúng em thì cam kết cho anh em là không cần cọc trước nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Vâng, và bây giờ video cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em tại video tiếp theo anh em nhé.